健康ちゃん。Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình. Mình là Ren Honkai. Hôm nay thì chúng ta sẽ giao hòa của bạn có nickname là Tiểu Ngân Ngân nhá. À, bạn này thì level 80 rồi và cũng bạn ấy thì quyết định là không có đột phá siêu hạng. Ok. Và bạn này thì lên tàu được 572 ngày rồi. Lần đầu tiên nhập là vào ngày 15 tháng 9 năm 2018. 572 ngày là cũng... Hôm nay thì mình đang thu âm ở trường. Mọi lần là mình sẽ thu âm ở nhà cơ, nhưng mà lần này thì mình thu âm ở trường. Mọi người biết vì sao? Bởi vì hôm nay mình xem nhầm lịch mọi người, nên là mình đến sớm hơn gần 3 tiếng đồng hồ. Ôi giời ơi, cảm giác mà khi mà đến trường mà không có một ma nào luôn, thật sự rất là sợ luôn, kiểu mình hiểu mình nhầm lịch hay là cho gì đấy luôn. Thế là hôm nay mình đã nhầm lịch rồi, thế không ra, nói chung là mình sẽ thì mình sẽ có thời gian để sao bạc cho tất cả mọi người cùng xem thôi. Ờ, để sao bạc bạn này nhé. Ờ, có rất là nhiều Valkyria, kiểu có skin các thứ đấy. Wow. À, từ từ mình sẽ phải vào để xem bạn đấy nạp như thế nào đấy nhá. Ui dồi ôi, 183.935 pha lê, 183.000 cứ 6.000 là 2 triệu. Ờ, bao nhiêu? 6, 3, 10, 8, 3 lần phải không? 3 lần chỗ này chắc là cũng khoảng tầm độ 60 triệu gì đấy. Có vẻ là hơi ồn. Không biết là mọi người có nghe được mấy cái tiếng người ta khoan đục bê tông ở bên này không? Kiểu trường mình cũng đang xây một cái nhà mới cho nên là hơi ồn một chút. À bạn này thì... gần như mấy Valkyria mạnh là bạn ấy có hết rồi. Nhưng mà như thế này thì mình nghĩ là đột phá siêu hạng được rồi, không cần phải ép cấp đâu. Trời ơi, queo thế cơ mà. Xin chào các bạn. Nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm, muốn mua hoặc nhận lại Arc Game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. Like Arc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Ok, vậy thì mình sẽ sâu từ kia nào trở đi nhá. Đầu tiên là mắm lửa bạn này có luôn và có chịu qua sự lửa và full ship Murata Himeko. Được cái là bạn này có mua cả bộ skin Time Runner luôn này, Ranger Base, và cũng có mua có luôn cả bộ skin Codlab Asuka này, rất là đẹp luôn. Wow, có vẻ là người chơi hệ skin đấy mọi người, full gear luôn. Wow. Ui dồi ôi, HOV của người ta cũng khóa Gervo và full set series thăng hoa, full gear. Tiếp theo là Zimei AKA. Đầu tiên là hơi chưa hợp Thunder 1260. Do là kiểu bạn này chưa đột phá sức hoạn, mấy cái cây chấn này cũng chưa đến level 65, cho nên lực tấn công của nó hơi thấp một chút. Và rank S2 dưới 50 mảnh, thiếu 10 mảnh nữa là bạn ấy lên được mức rank S3 luôn. Ôi. Và full set. Ui, có vẻ là mình nghĩ là bạn này rất là nhiều và kia ra full gear ấy, bởi vì well quá mà, well chúa luôn. Có cả bộ skin luôn này. Tiếp theo là Lightning Queen của bạn này cầm trọng từ bảo tràng top Teresa bảo thượng cái gì đây, mid may bikini hay là mid may gì đấy. Có cả bộ skin dạ ma luôn. À, với lại là mình sâu arc ấy thì các bạn nhớ là nếu như các bạn mua arc sau đó thì các bạn nhờ mình sâu thì các bạn nên chú ý xem là cái arc đến mình đã sâu hay chưa nhá, chứ bây giờ thật sự là mình là đây là mình không nhớ là lần thứ 3 hay là lần thứ 4 mình đã sâu một cái arc mà nó có nickname và không, nó có tài khoản có tên là Maruko rồi mọi người. Chẳng lẽ Maruko là ai nhỉ? Mình cũng có xem anime mà mình cũng không phải là mình không xem anime, mình có xem, mình xem rất là nhiều luôn, mình là fan anime đấy. Nhưng mà mình không biết Maruko là ai mà người đấy sao lại nổi tiếng như thế. Mà mình sâu đến bây giờ là không biết bao nhiêu lần rồi mình sâu những cái arc mà có tài khoản là Maruko. Nên là mình không biết là những cái arc đấy thì mình đã sâu hay chưa. Bởi vì mình sâu quá là nhiều rồi, gần 300 cái arc rồi. Mình không thể nào mà mình nhớ hết những cái arc nào mà mình đã sâu rồi. Nên là các bạn lưu ý giúp mình nhá. Bởi vì như thế thì kiểu sâu rồi xong rồi sâu lại thì các bạn xem thì sẽ bị nhàn chán thôi. Nhưng mà mình thì mình không biết. Bởi vì mình sâu nhiều quá, mình không thể kiểm soát được cái lượng arc mà mình đã sâu ấy. Ok, thật sự Maruko là ai? Kiểu Naruto hay là Dojimon hay là gì đấy mình còn biết, chứ thật sự Maruko nổi tiếng đến như thế luôn à? Mà sao mình không biết nhỉ? Trời ơi, mình sẽ nên xem xét lại cái cái sự gọi là đam mê anime của mình. Chứ một người nổi tiếng như thế mà lại không biết thì đúng là hơi mệt nha. Hay là diễn viên?
Không biết, cái đấy không biết. Tugenia Full Gear này, HOR của bạn này mức rank SS rồi, và Full Set Anda lại là Full Gear, rất là nhiều Bakira Full Gear. Đó, vừa rồi ra thứ sinh ngân dược có mua cả một skin Hurt Knight lại đêm nghệ thường. Đêm nghe thường hay nghệ thường. Full Gear, nói chung là rất là nhiều Bakira Full Gear. Bạn này thì nạp rất là nhiều luôn. Tiếp theo là Himeko nhé, Himeko OL. Mấy Bakira này thì mới chỉ level 1 thôi, không có cày. VKE chắc là làm giá treo điệu máu gì đấy. Tiếp theo là Terry, Terry thì bạn này có SA cài lên 3S rồi, cầm một cánh diều thân thở với lại full set thủy kính, và có mua cả bộ skin lan dạ hành ca. Còn bộ skin chờ xuân tới thì free thôi. Lan dạ hành ca mất tiền cho nên là ôi, nhìn nó phải chất chơi này, nhìn nó phải khác, khác bọt so với lại cái bộ chờ xuân tới. Tiếp theo là Godcaron, Godcaron bạn ấy cũng có cày lên SS cầm gì và thấy người một top mid Utah và boss Isaac Newton. Đấy, bạn nào, những các bạn mới chơi thì cũng có thể xem mình sâu ạc và xem những cái bạn chơi lâu ấy, các bạn ấy xếp đội hình với lại setting như thế nào thì có thể tham khảo. Đấy, những bạn mới chơi thì cũng có thể xem được mấy cái video sâu ạc của mình, sâu ạc cả newbie lẫn OB, xem các bạn ấy xếp đội hình. Chứ thật sự bây giờ mỗi Valkyria một bộ setting khác nhau ấy, nhìn loạn hết cả mắt luôn. Những bạn nào mới chơi thì đúng là hơi mệt. Và vô tồn là Broken Sword thiếu mỗi cái boss. Thiếu boss phải không? Hay là bạn ấy cố tình không nắp nhỉ? À, đâu rồi? Hình như bạn ấy thiếu mỗi cái boss. Rất là mạnh luôn, có cả hơi chưa? Xem tuyển có cả Vân Mạc Đăng Tâm, Full Set Full War Margaret. Gần như là mấy vật kia ra mạnh là bạn ấy có hết rồi. Fallen Rosemary cũng có cày đến mức rank SS1 cả mà cây diên vĩ và top mid boss Full Set Iron Dudler. Ui dồi ôi, lock 13 của người ta có cả skin Ngô Đồng Ảnh Mọc luôn rồi này. Bộ skin này thì ở trong mốc nạp này mọi người, rất là đẹp luôn. Nhưng mà ảo mộng đêm hè thì chưa thấy đâu, nhưng mà được cái là có Ngô Đồng. Trời ơi, skin toàn mùi tiền, mấy cái skin mốc nạp ấy thì nó kiểu nó toát lên cái sự giàu sang ấy. Tiếp theo là Arena Athermit, nhưng mà có vẻ Arena Athermit bạn ấy... À đâu, đây là Spina Terra, có vẻ là bạn ấy không có cày, nhưng mà có cây chấn và full set Rana rồi. Mới chỉ rank hết không thôi nhưng mà cũng sắm full gear được, trời ơi. Arena Athermit có vẻ là không có cày, nhưng mà được cái là cũng có cả bộ skin cán kê xa này mọi người. Ôi ôi, đẹp quá mọi người. À, hiện tại thì cái bộ này nó cũng đang bán ở trong shop nhộng thời gian nha, bạn nào có thể mua. Mua bằng 134 vé hồng. Cái vé đổi skin ấy chứ không phải là vé tiếp tế đâu. Yae Sakura Miko Ua, Ua có cây ngự linh đao hàn ngục băng thiên. Có cả bộ skin Hiyokai Sonata luôn này. Mua rất là nhiều skin, kiểu chủ yếu là nạp để mua skin đấy mọi người. Nhưng mà cũng không quên Rondo Ngáo Hồng cầm mà công chúa ngủ trong rừng và full set Diken. Quá nhiều Bakira full gear. Đặc công Blueberry thì mới chỉ mức rank 2S thôi. Tiếp theo là Sele nhé, Sele thì có cả Nick rồi này, Nick đôi mắt vực máu. Warner thì thiếu một cái top nữa là bạn ấy cũng full gear rồi, đôi mắt vực máu. Nói chung muốn mạnh hơn thì bạn ấy, ui dồi ạc, bạn này thì đột phá sư phạm được rồi. Trời ơi, cái ạc của người ta như cái quần đùi ấy, người ta còn đột phá sư phạm nhưng mà vẫn trụ được set. Ạc bạn này thì tha luôn. Lên level 81 đi bạn ơi. Có khi mình nghĩ ạc bạn này còn trụ luôn cả tịch diệt luôn ấy. Kiểu lên được tịch diệt luôn ấy, thật đấy. Cửa bị ngạn full set Alambue, có cả bộ skin là mặc nhiễm kính hoa. Đấy, bạn này có rất là nhiều bộ skin, gần như là Valkyria nào cũng có đồ. Không có một cái lý do gì để bạn có thể dừng bước ở khu cao. Ui giời ơi, cái gì đây, BK mức rank 2S này cầm hắc viên bài hoa và full đen. Có cả mua, có cả khu rừng phỉ thúy, bộ skin rất là đẹp. 10 điểm, ui giời. Mọi người, mình chắc không nói là mình có thấy cái gì đâu. Không, chỉ được một lần thôi. Bạn là tinh mắt thì có thể nhìn thấy. Ui giời ơi, Spina Aptera và full set BNK sân khấu và có cả chấn luôn. Người ta có cả BKE mức rank SS, có cả Palatinus full gear, Diantra mức rank S2 cầm thương quán tinh sao nhân mã full set Shakespeare Atrip, có cả bộ skin đi, đây là skin gì, Phi Long Tại Thiên. Bộ skin này thì bạn nào mới chơi không biết lấy ở đâu thì bộ này lấy ở trong anniversary, nó là trong event tiêu pha lê. Đấy, cho nên là bạn nào muốn có bộ skin nào đẹp đẹp thì có thể để dành pha lê để đợi khi nào có event tiêu phí thì các bạn có thể giả
xả thật là nhiều pha lê và lấy được mấy cái bộ skin này. Bộ skin này thì lấy ở phiên bản 5.5 thôi, còn bộ skin Magic Girl Bronza thì lấy được ở phiên bản 5.2. yên tâm là bộ nào cũng đẹp hết. Asuka trời ơi, cực phẩm, trời ơi, Asuka chấn vào top Asuka mid range boss Mary, mức rank 3S luôn. Rồi theo ơi, theo mình cũng nghĩ là cái hàng này mà bán này không biết bao nhiêu tiền nhỉ, kiểu người ta có một con hàng limited luôn đấy mọi người. Cái gì limited thì chắc chắn là nó cũng sẽ có giá hơn, thậm chí là 3S full gear. Kể cả bây giờ mọi người cầm Blazing Hope đi quẩy vẫn khá là ok luôn. Mức rank 3S mọi người có thể cầm đồ, mọi người có thể cầm Hắc Uyên, có thể cầm BNK sân khấu, có thể cầm Đen và cũng có thể cầm gì Paganini đều được hết. Mình thấy có nhiều kiểu pro player thấy người ta cầm Azuka SS Hắc Uyên Bạch Hoa với lại Paganini, trời ơi nó quật cho. Đánh vực xe đỏ sao mình nhớ không nhờ là vực xe đỏ, đánh thích cực kỳ luôn. Với lại mình cũng khá là thích lối đánh của Asuka, chắc là nhiều bạn cũng sẽ rất là thích, nhưng mà limited rồi cho nên là cái lúc mà Scola Asuka bạn nào mà không run thì bây giờ cũng không bao giờ run được nữa đâu. Liệu van ban đêm và full gear luôn, fit full gear, Elysia thì chắc là cũng full gear luôn. Ui rồi, thậm chí là mức rank SS rồi, cầm hoa cổ quá khứ và full set Elysia, và bạn ấy có cầm. Ui, skin nào cũng mua. Được cái là Mobius thì chưa có đồ. Cho sâu đến đoạn này mình lại thấy cân quen nhỉ. Chắc là mình trâu rồi vì sao. Ask Killing Wing, nhưng mà được cái là không sao, bạn ấy cũng có mua thêm một số bộ skin này rất là đẹp. Rồi bộ skin của Raven, cái gì đấy, Tipsy House, đẹp, nói chung là rất là đẹp. Đẹp mà mọi người thấy đẹp phải không? Trông nó tuy đơn giản nhưng mà 10 điểm. Caron Pepper, đấy, Caron Pepper 3F và có chấn full set Paganini rất là đẹp. À nhầm, full set Paganini có gì đẹp? Rất là mạnh. Paraferis, rất tiếc là Paraferis thì bạn này chưa ron. Cũng có cài lớn mức rank 2S rồi nhưng mà chưa, hiện tại thì chưa thấy có ron gì hết. Trợ chiến thì bạn này ron được ra nhiều thủy với lại BNK Duranda Thánh Kiếm. Có vẻ là bạn này hơi kén ron trợ chiến nhỉ. Bạn này chưa đột phá sức hoạn nên là mấy cái cây này vẫn chưa thấy vàng vàng. Tiếp theo là xem với thánh thì quá nhiều luôn. Cái gì đấy, top hit boss Columbus, cái gì? Full set, ui nhiều quá mọi người. Đầu tiên là Randa nhé, BNK sân khấu, Silverwing, Paganini, Aslock, Elysia, Murata, Himeko, Wang Yenji, Turenier này, Asuka, Shakespeare, phiêu bản, top hit, mid boss, boss, Dicken, Andrei, Nuttler, top, mid boss, boss, Anna, Benedet, Thủy Kính, Đen này, Leo, Broken Sword, top, Fugo, hai cái boss này mà để đổi lại cái boss là full gear rồi này, full set, Fugo, Margaret, Ishikawa, Gilmon, Alan, Poe, Isin, Sirin, Thang Hoa, top mid, Yuta, top mid, Jin, Senta, ba cái boss new, một cái mid May và hai cái top kẹo. Ô là trời nhiều à. Mới chỉ level 80 thôi. Level 80 cho chưa có vực chưa có 80 nên là chưa có vực tịch diệt. Đấy, maximum là đang ở sen đỏ thôi. Quá là well luôn đấy. Ê ạc này mình nghĩ là có khi đứng top đấy mọi người. Top server luôn đấy. À không à, tuần trước thì bạn ấy xếp hạng 0.72%, Remaster 30.666 điểm, Yae Kasumi 30.826 điểm và Sứ giả Thiên Đường 37.696 điểm. Quá nhiều Vakira Bungi. Ác này thì trời, well chúa, nạp quá nhiều skin luôn. Đồ phát sức bạn được rồi, khổ quá. Ok, có cả nạp BP luôn. Ok, mọi người thấy ác này như thế nào có thể comment xuống bên dưới để cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye. À, bạn nào mà muốn mình sâu ạc thì có thể inbox vào đường link Facebook mình để dưới phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào mọi người. Bye bye.